What's up? Chào năm trăm anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng trên tay cho anh em một con bàn phím cơ mới đến từ hãng Idra. Và như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì đây là một con bàn phím cơ full size và rất là to. Con bàn phím này thì mới được hãng Idra sản xuất thôi. Và cái con này thì có lẽ là một trong những cái con bàn phím mà được Idra đầu tư về cái phần ngoại hình khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cho anh em xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nhận xét về chiếc hộp trước, tại vì cái hộp của con này nó làm khá là màu mè với con nguyên một con robot ở ngay đây. Và chúng ta sẽ có một cái mã của nó sẽ là EK308RGB và nó có in cái dòng chữ đó là Full Lens Optical Switch 100 triệu lượt nhấn. Thì đây là cái dòng switch quang của thằng Full Lens và có cái độ bền rất là cao. Ngoài ra thì chúng ta nhìn bên phải thì sẽ thấy có một cái hình bàn phím ở ngay đây, thì ta có thể thấy trực tiếp được cái hộp nó làm rất là màu mè, kết hợp giữa màu đen và màu trắng. Nói chung là hộp thì mình thấy khá là ổn rồi, nhưng mà riêng cái con robot này thì nhìn nó hơi giống đồ chơi một xíu, nhưng không sao. Rồi phía mặt sau thì chúng ta sẽ thấy có thêm một số các cái thông số cơ bản của thằng Idra mà thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng khui hộp luôn nhé. Và đây chính là con bàn phím Idra 308RGB. Thì như các bạn đã thấy thì đây là chiếc bàn phím cơ thể loại full size và nó sẽ có đầy đủ các phím chức năng từ phím numpad cho đến các phím F, sẽ không bị loại bỏ thêm phần nào. Và em này sẽ được tích hợp thêm một cái kê tay ở đây, và cái kê tay này mình thấy nó cũng tạm ổn thôi, tại vì nó không có quá dài nhưng mà vừa đủ để cho một số cái bạn nào mà tay ngắn thì vẫn có thể sử dụng được. Và nó cũng sẽ nhìn nó cũng hầm hố hơn rất là nhiều so với những con bàn phím khác. Về ngoại hình của em này thì ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái tấm kim loại được vát viền, nhìn khá là đẹp. Vát CNC ấy, kiểu diamond cut, nhìn bóng loáng khá là đẹp. Ở trên này sẽ là full kim loại nhé, ở đây cũng kim loại hết luôn. Và như các bạn biết thì cái viền vát CNC này rất có thể là bị giật nếu như mà các bạn không đi dép hoặc là chưa nối nấc PC. Cái này các bạn lưu ý nhé. Ở đây thì bàn phím sử dụng layout chuẩn cho nên các bạn yên tâm là có thể chơi được keycap thoải mái. Về phần keycap của em này, tất nhiên cũng là keycap ABS double shot xuyên LED. Và ABS double shot thì nó sẽ rất là bền và sẽ không có bị phai chữ theo thời gian các bạn nhé. Như thường lệ thì Idra rất hào phóng trang bị cho chúng ta một cái bộ dây cáp bằng bọc dù khá là dày, chắc chắn. Và vẫn có cục chống nhiễu, đồng thời là sẽ mạ vàng luôn, cộng USB luôn. Khá là ổn vì Idra thường đầu tư rất là ngon về cái phần này. Về mặt sau của em này thì nó sẽ không có gì nhiều. Chúng ta sẽ có các cái lỗ để thoát nước ở đây. Rồi vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Cái lẫy này thì vẫn có trang bị cái miếng cao su ở phía chân lẫy luôn. Có rất là nhiều miếng đệm cao su ở đây nữa để giúp cho bàn phím không có bị dịch chuyển. Khi mà lật sang mặt sau thì chúng ta mới biết được rằng thì cái kê tay này chính là cái kê tay liền, nó sẽ được nối liền với lại cái phần bàn phím luôn, cho nên nó sẽ không có tháo rời được. Cái này thì sẽ có một số người thích nhưng sẽ có một số người không thích. Tuy nhiên thì đối với các cái trường hợp chẳng hạn như mà dùng cho quán net thì rất là thích hợp, tại vì quán net nếu như mà kê tay rời thì rất là dễ bị gọi là hack đấy. Một cái điểm đặc biệt cần lưu ý về chiếc bàn phím này nữa đó là cái switch của em này. Em này đang sử dụng đó là switch quang của thằng Full Lens. Khá là chế trêu là khi Idra lại sử dụng switch của thằng Full Lens. Và cái switch này theo nhà sản xuất thông báo thì nó sẽ có độ bền lên tới 100 triệu lượt nhấn và có khả năng chống nước cực kỳ tốt. Cái này thì mình đã từng review một số các cái bàn phím cơ sử dụng switch quang thì nó thực sự là chống nước rất là tốt và độ bền của nó rất là cao. Nó chỉ bị hư những cái mắt đọc ở phía dưới cái chân switch thôi, chứ còn những cái switch như thế này thì thường là rất là khó hư. Về switch này thì các bạn anh em lưu tâm là vẫn có thể chơi được keycap bình thường, không có vấn đề gì. Còn về cái tiếng cũng như là cái độ nảy thì tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem. Ngoài switch quang cực bền thì em này còn được trang bị thêm một hệ thống đèn LED rất là đẹp, đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Tuy nhiên nó không phải là đèn LED chỉ ở trên mặt phím mà ngay cả viền cũng là đèn LED RGB luôn. Bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem nhé. Như các bạn đã thấy là sau khi mình tắt đèn ở trong phòng đi thì đây, cái đèn LED của nó lên rất là đẹp. Đèn LED RGB ở trên phím thì các bạn lại thấy nó chạy cũng rất là mượt mà rồi. Và ở phía xung quanh viền cũng có hệ thống đèn LED RGB luôn. Và cái hệ thống đèn LED của RGB của em này cũng rất là sáng chứ không phải là dạng tối. Đó. Nó chạy xung quanh luôn nha các bạn, không có phải chạy đằng trước, đằng sau hay bên ngang mà chạy xung quanh luôn. Từ đằng sau ra đằng trước và cả ở phía trên này nữa. Đó.
À, các bạn thấy chưa? Nó rất đẹp và chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được cả led viền cũng như là led trên bàn phím luôn. Em này còn được trang bị cả phần mềm để điều chỉnh led cũng như là macro nữa, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ qua về các cái chế độ đèn led của em này nhé. Đầu tiên về led của trên bàn phím thì chúng ta ấn Fn cộng với các nút là Del, Insert, Home và PU. Thì các cái nút này nó sẽ giúp cho chúng ta đổi các cái chế độ đèn led ở trên mặt bàn phím. Và nó có rất là nhiều chế độ, mỗi nút sẽ có 3 đến 4 chế độ, cái này tùy và rất là nhiều, tí nữa mình sẽ ấn cho các bạn coi. Ngoài ra thì để điều chỉnh độ sáng của đèn led thì chúng ta cũng có thể ấn Fn lên hoặc là Fn xuống để điều chỉnh độ sáng. Fn qua trái và Fn qua phải để điều chỉnh tăng giảm tốc độ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang cách thức điều khiển cái led viền, cái led chạy viền của con bàn phím này. Thì bây giờ mình sẽ giảm tắt cái chế độ đèn led của phía trên mặt phím đi cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Để điều khiển chế độ led thì chúng ta ấn Fn cộng với lại nút PD ở đây, nút P down á, thì mỗi lần ấn chúng ta sẽ có một cái chế độ khác nhau. Đây là chế độ tải từ giữa ra. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thêm chế độ đó là tự động đổi màu neon đấy, hoặc là chế độ chớp tắt. Trong cái chế độ chớp tắt này thì chúng ta cũng có thể là điều khiển màu bằng cách ấn Fn cộng với nút PP ở trên này. Đó. Chúng ta có thể đổi sang một màu, bất kỳ màu nào ở trong 7 màu. Đó. Ngoài ra là cũng có chế độ sáng im nữa. Thì mình cũng có thể đổi màu bằng nút PD ở đây, PP ở trên này. Đây. Hoặc là mình cũng có thể là tăng giảm cái độ sáng bằng Fn cộng với số 5 bên phần núm lock, hoặc là giảm độ sáng bằng Fn bằng phím số 2. Đấy. Tương tự thì ở cái chế độ chạy led đây thì chúng ta muốn tăng tốc độ thì ấn Fn cộng số 3 để tăng tốc độ chạy. Và giảm tốc độ thì Fn cộng số 1. Đó. Rất hay là khi em này có tùy chỉnh được cái chế độ đèn led xung quanh viền khá là sâu. Và như vậy thì nó sẽ thích hợp cho rất là nhiều bạn muốn tùy chỉnh cho nó phù hợp với góc gaming của mình. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa đi qua các cái chế độ đèn led của em này. Thì như các bạn đã thấy nó có rất là nhiều chế độ và cái độ sáng của nó cũng đủ để cho các bạn có thể thấy nó sáng ở trong kể cả cái điều kiện ánh sáng ban ngày như thế này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một phần không thể thiếu, đó là test cái độ nảy cũng như là tiếng gõ của em này nhé. Hiện tại em này đang sử dụng đó là switch quang của thằng Funland. Và cái switch quang này thì nó cũng tương tự như là Blue Switch, nhưng có điều là nó có khả năng chống nước tốt hơn và sử dụng cảm biến quang, chứ không phải là dùng chân cắm như những con switch kia. Bây giờ mình sẽ bấm thử một đoạn cho các bạn xem. Sau khi mình bấm thử thì cảm giác của mình phải nói là cực kỳ thích tay. Cái tiếng bấm của nó nghe rất là to luôn. Và đặc biệt là các cái nút như là nút Shift này, những cái nút dài, nút cắt, Space hay là Enter thì đều khá là chắc. Tuy nhiên thì nó không có thực sự sướng bằng những cái con mà nó có cái thiết kế cứng cáp hơn. Ví dụ như con EK387 đấy thì nó bấm sướng hơn.
những cái con này. Tuy nhiên đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác bấm kêu rất là to và cũng như là nảy hơn nhiều so với lại những con Blue Switch của thằng Otemu. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua các cái chức năng chính của em bàn phím EK308 RGB này. Đây là một trong những cái bản mà mình thấy hoàn thiện khá là tốt của thằng Idra và có cái giá thành cũng cực kỳ ngon nữa. Khoảng tầm dưới 1 triệu thì khó mà có em nào có thể địch lại em này. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về chiếc bàn phím này thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Các bạn cũng có thể coi thêm các cái video về gaming gear mà Boss Gear thực hiện ở phía bên tay trái đây hoặc là bên tay phải đây. Và nhớ ấn subscribe ủng hộ kênh nhé. Em này thì hiện tại giá của nó khoảng tầm 900 ngàn thôi, rất là đẹp và được bảo hành 2 năm chính hãng tại Việt Nam luôn. Nếu như các bạn còn muốn mua thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye!